Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Bilsugi đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái story mà Bilsugi chơi đó cho chân lý 400 năm này anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách mà tất cả anh em đặt ra cho mình nha. Thì như anh em thấy là mình đang có một con chiếc tên ai tên anh, cộng với đó chính là một cái rửa cái dầu điện. Thật sự là hồi nãy lụm cung gỗ nó rớt nước mắt đó anh em ơi, xong rồi nó còn rớt ra thêm một con chiếc tên ai tên anh ở ngay round 2.1 nữa. Thật sự là như vậy mà còn không chơi chiếc Titanite bay giao điện thì chừng này mới chơi. Thôi trời ơi là trời, lụm mất cung gỗ thì rớt cái giao điện, lộn lụm mất cung gỗ thì rớt cái nước mắt, còn lụm mất nước mắt anh em ơi thì lại rớt cái cung gỗ, mất cái binh luôn anh em à. Cái này mà không chơi bay giao điện thì chừng này mới chơi nữa đúng không? Thì hồi nãy nó cũng rớt ra cái lồng đèn rồi đó mà. Lồng đèn thì nó có một cái tách đồ ra thôi, còn cái trang bị nhỏ thì mình cũng không có để ý cho lắm. Nhưng mà được cái tách đồ ra như này thì mình cũng không cần thiết nha. Tại vì mình đã ra con chiếc này sớm luôn á. Mình bít nó luôn, mình chơi luôn chứ không cần phải tách đồ nữa đâu mà. Cái tách đồ này chắc là tí nữa mình dùng cho nó có thôi, chứ thật sự là cũng không cần thiết cho lắm. Thì mình sẽ cố gắng mình roll chiếc này 3 sao ở ngay round ở ngay level 5 nha. Trong cái việc mà roll chiếc này thì mình sẽ cố gắng mình nuôi thêm những con tướng thiện xạ hoặc là linh hồn khác á, để cho lên được 3 sao luôn. Ui, ông này chơi thằng tài nè, không biết ông chơi từ lúc nào ta. Any Temkin Darus. Đó, ông muốn chơi thằng tài thì tôi cho ông thua nè, để ông nổ cái hũ nha. Cứ tích từ từ thôi, nổ từ thôi nha bạn ơi. Ông còn nhiều máu lắm đó, chơi chữ thua 10 được đó ông ơi, cố lên nha. Người đang chơi thằng tài thì chắc chắn là mình sẽ cổ vũ rồi. Thì khi mà chơi con chiếc tên này chắc chắn là mình sẽ kết hợp và kẹp chung với cái đội hình mà đang rất là hot hiện nay đây mà, đó chính là thiện xạ với là linh hồn Chitina với là Danakari. Thì có hai cái giáp lưới nè, thì tí nữa mình sẽ cố gắng, nếu như mà đủ ba giao điện rồi á thì mình sẽ cố gắng mình lấy thêm những cái gậy khác để mình ghép cái Solari để cho team mình nó trâu hơn á, với lại là Dana nó cũng có thêm được một xíu đam. Anh em nào mà chưa rõ cách chơi cái bài này hoặc là cách hoạt động của cái bài này á thì đừng quên xem lại cái vid mà mình đăng cái meta này nha. Meta này vẫn còn đang trong giai đoạn mà chơi được nha anh em ơi, nó chưa bị nếp quá nặng. Ở trong phiên bản hiện tại á, thì cái bài này nó đã bị nếp rồi nhưng mà chơi là vẫn được nha. Nên anh em muốn xem cách chơi meta này thì có thể vào phần kênh video của mình xem nhá. Lúc đầu cái đến giờ muốn fit máu cũng không được anh em ơi. Tại vì nó ra chiếc tên này tên anh sớm quá, với lại là giao điện á, nó tự ra luôn. Nên mình ghép được cái đồ này rất là sớm. Dana nè, Nidalee nè, Dana nè, ú ra nhiều nha. Mình cần con Chitina mà roll ra Nidalee hơi nhiều nha. Đánh giá là hơi ảo đó. Không biết trận này nuôi được full cái vàng này 3 sao không ta. Mình thấy có khá là nhiều anh em đăng trên mạng là nuôi được cả gọi là 7 con tướng 3 sao anh em à. Kinh vãi thật chưa. Chitina, Teemo, Dana, Nidalee, rồi Yuumi, King Red các kiểu á, anh em nuôi full cái vàng thiện xạ với lại là full cái vàng linh hồn lên được 3 sao luôn. Hải thiệt đó anh em à. À, tôi biết lý do vì sao mà nãy giờ roll Chitina nó hơi bị khó ra rồi, hóa ra là các người chơi à, mà hơi bị nhiều nữa. Mà tính ra là nãy giờ Chitina của mình nó bắn cũng hơi bị lực đó anh em à, nó phải dạng vừa đâu. Cái giao điện này mình nhớ không nhầm á, là nó đã được sửa lại rồi anh em à, giờ nó kiểu như là nó tăng thêm sát thương khi mà gây chí mạng hay sao á, hoặc là như nào đó mà nó được búp nha, được búp khá là nhiều so với cái phiên bản trước. Uầy, anh em xem một chiếc tên này nó cầm đồ gì kìa, cái này là phải là của mình nha các bạn. Ây da, mất luôn mà. Đúng là đứng ở trên top được khó lấy đồ thì khó lấy đồ thì. Để mình xem thử tí nữa cái rau đánh quá tiếp theo á, nó rớt ra cho mình cái đồ gì. Nếu như mà rớt ra giao điện cung gỗ hoặc là nước mắt á, thì mình sẽ fit máu, mình lấy nốt cái món cuối cùng, còn không thì thôi. Không thì phải đợi những cái nhân phẩm thôi anh em ơi. Anh em nào muốn mình làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Chitina nè, roll nốt thôi anh em ơi. Trận này có khá là nhiều anh em chơi Chitina nha, nên lên nó cũng hơi khó. Mình sẽ ghép cho Dana này một cái Solari luôn nha, một cái món khá là quan trọng, cái CV nè, Baran nè, Dana, Yuumi luôn nè. Ui nhiều thế, hơi bị tốn tiền á anh em à, hơi bị tốn tiền đó. Thiệt anh em ơi, hơi bị tốn tiền nha.
mình đang phân vân là không biết có nên bán trước những con Stevie hay là Yumi này không nè anh em ạ, tại vì bây giờ cũng chưa cần á. Bây giờ cũng chưa cần lắm anh em ạ. Trời ơi, người mày chơi thiệt xạ gặp ngay cái bọn sát thủ như này. Đó là lý do mà cái bà này rất là cần Solari nè mà, để chống sốc đam từ cái bọn sát thủ như này nè. Với lại là chống những cái cú khạc đơn của con rồng. Rồi Aurelian Soi nữa, nó khạc một phát là bay màu cái đồ hình của anh em. Nên rất là cần những cái Solari như này để chống sốc đam á. Được bắn thôi là cần hết. Cái này cũng khá là xui nha, tại vì con Chitina này nó ra tên anh Long Tộc. Nếu như mà nó ra tên anh thiệt xạ là mắc binh rồi anh em ạ. Còn tên anh Long Tộc thì tí nữa một qua là nó dư búp, còn hai là nó sẽ bị thiếu búp. Đó, mình bán bớt trước con Yumi nha anh em ơi, tại vì bây giờ nó chưa cần lắm á. Ai à, lại có Bran à. Thôi có á. Thôi chắc Bran, ui chắc Bran bỏ rồi anh em ơi. Bran ra cực nhiều luôn nhưng mà không có slot mua rồi. Có Bran nó ra kìa anh em ơi, mắc nhiều luôn. Đây rồi, một E lên 3. Chả hiểu kiểu gì mà cái thằng phụ lại lên 3 trước. Anh em xem nãy giờ con chiếc tên này là nó bắn nè. Nó bắn không cần biết trúng hay không, không cần biết nhanh hay không, nhưng mà giật điện á là nó gây rất là nhiều đam rồi á. Xong một khi mà kết hợp với cái độ hình linh hồn với lại thiền xạ nữa thì anh em đừng hỏi tại sao mà nó bắn như một cái máy điện nha. Ở khi mà chơi cái độ hình này thì anh em có một cái lưu ý là anh em nên xếp với con Yumi nó đứng ở phía góc Sale với con Chitina này anh em à, để nó búp được. Uầy, sao level 5 mà Ronaldinho nó nhiều như thế này nhờ. Thôi ảo đó. Một con Chitina nữa là lên được 3 sao nè. Anh em muốn mình làm cái gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái nha. Thanh kiện nó rất là nhiều. Kênh của mình sẽ cố gắng thực hiện những cái thử thách của anh em nè, những cái đồ dị và những cái meta mà mình sẽ cập nhật hàng ngày nếu như mà có nha. Ui, ui, dễ chưa. Wow, cái đồ đó rớt cứ như là mơ. Thôi ghép luôn, cái tầm này là không cần phích máu nữa. Nếu như mà giờ roll ra con Chitina 3 là CV 2 luôn. Ui, CV nữa nè anh em. Ây da, Dana. Wow. Ủa cái trận này sao roll tướng dễ quá nhờ đây mà. Cảm thấy là roll tướng nó hơi dễ á. Tại vì nếu như mà mình đủ slot á, mình nuôi á, thì chắc chắn luôn rồi là con này cũng lên được 3 sao hết luôn á. Mà khổ một cái là slot nó có hạn à. Cái đai lưng nè, cái giáp lưới nè, là cái đồ hình này chơi được hết nha. Ghép Solari rồi ghép Yeke kiểu là được hết. Anh em xem chiếc tên này nó bắn nè, kinh khủng. Má biện ghê lùi, đạp xuống cái đầu. Nó hạ xuống nó đạp vô cái đầu, một phát bay màu. Úi xò, đây rồi, đây rồi. Cái thứ mình tìm kiếm ở đây em ơi. Nâng luôn level cho nó máu đi. Rồi, bốn thiền xạ cái nhẹ nha. CV này búp tóc đánh nữa thôi chứ. Hiện tại thì con Chitina nó đang được 3 nguồn búp tóc đánh nha em ơi. Thứ nhất là chiêu của nó nè. Thứ hai là con CV nè. Và thứ ba là cái búp linh hồn này nha. Nó đang được tận là 3 nguồn búp tóc đánh. Nếu như mà mình lấy thêm cái dây ke nữa là 4 nguồn nha. Kinh khủng quá mọi em ơi. 4 nguồn búp tóc đánh cho Chitina này. Nó bắn, nó giật điện thì thôi rồi luôn. Cái giao điện này nếu như mà anh em chưa biết á, thì cứ mỗi đòn đánh thứ ba thì nó sẽ giật điện. Giật điện mà còn gây thêm đam, xong rồi gây thêm sát thương chí mạng. Với lại là nó còn giảm kháng phép nữa sao anh em à. Nếu mà mình nhớ không nhầm là như vậy nha. Cái gì sai sót hoặc là mình bình luận cái gì sai hoặc là không đúng ý kiến á, thì anh em cứ bình luận góp ý ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình sửa đổi ạ. Mình sẽ nhận những góp ý của anh em. Thank you anh em rất là nhiều. Rồi, đội hình tạm thời là mắc binh rồi anh em ơi. Mình sẽ không cố gắng mình roll nốt Dana 3 nha. Mình sẽ lên level 7 để mình roll tiếp. Tại vì level 7 là mình vừa roll được con CV nè, con Kindred nè, con Teemo nè. Và nếu như mà roll ra Dana thì bít thôi, không cần gì phải chạy cối ở level 5 cả. Trời ơi, nó bắn kìa. Ờ à, đúng rồi anh em à. Con Chitina là đang có 4 nguồn búp tóc đánh anh em à. Mình quên chứ, anh em thông cảm nha. Thêm cái Long Tộc nữa. Trời ơi, Long Tộc nữa nè mà. Quá nhiều. Cái Long Tộc này nếu như mà anh em chưa biết á,
thì nó sẽ tăng được tốc đánh, tăng thêm sát thương kỹ năng và thêm đam nữa. Ôi, mắc cái binh luôn. Giờ mà lấy thêm cái dây kia là 5 nguồn. Nhưng mà mình cần Solari không? Solari rồi bị dây kia là được hết đó. Cái nào cũng chơi được. Quá nhiều nè mà. Anh em nào muốn làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha. À, thử thách liên quan đến thì vàng nè, đồ dị nè, hoặc là những cái thử thách gì mà anh em muốn đặt ra, như là tích vàng hay là rôn tướng hay là bay sao con nào á, cứ bình luận ở phía dưới đây. Mình đang xem xét có thử cái đội hình nào mà có bắt được con Chitina của mình hay không nè, nó khá là nguy hiểm á. À, mình sẽ cố gắng mình nuôi thêm những con khác nữa nha, để đội hình của mình nó không phụ thuộc vào riêng Diamond Kitana. Nếu mà chết nó thì bay màu cái tay mình mất. Rồi, hai cái Solari giờ đi chắc ăn nha, búp dép cho nhiều, không bị sốc đam. Ủa cái gì đây ông, sao anh em chơi, ủa cái gì đây, hai ông lên mà 8 rồi. What the fuck? Anh em chơi khô máu thế. Mới level này mà lên level 8 rồi. Mang sát thủ này á, mạnh thì mạnh thiệt anh em à. Nhưng mà gặp cái đồ hình như mình á, thì nó bay màu rất là nhanh. Tại vì nó giấy lắm. Sát thủ mạnh á, nhưng mà hơi bị giấy. Một là nó giết mình trước, còn hai là nó bay màu. Sợ gì anh em ơi, bắn như cái máy điện. Chắc là mình sẽ bỏ tạng với long tộc ra anh em à, để mình lấy 4 linh hồn qua. Bỏ Yumi vào nè. Giờ bỏ King Red này vào mới đủ 4 linh hồn anh em à. Nên thôi, mình sẽ bỏ bớt long tộc đi nha. Tại vì long tộc mình cảm thấy nó cũng không cần thiết cho lắm á. Đây, đội hình tạm thời là như vậy nè. Mắc binh luôn. Xem chiếc tên này là nó bắn nè. Được cái lời build đồ này nó clear tên bạn á, khá là nhanh anh em à. Tên bạn bốc hơi nó khá là nhanh luôn á. Ok, giờ đánh quái mà rớt đồ gì cũng được đó, đồ gì cũng xài được. Anh em nào mà xem ở đây rồi và chưa like cho mình thì đừng quên để lập like ủng hộ mình nha. Thanh quyền nó rất là nhiều, động lực rất là lớn luôn đó. Kinder Red 2 nè, lên nhẹ Kinder Red nè. Cái chọn này mình đang khá là giàu, với lại là lên được chiếc Tina 3 sao sớm á, nên mình sẽ cố gắng mình nuôi thêm những con 3 sao khác nữa. Tại vì nhìn anh em đăng lên mạng mà nó cứ gọi là nghiêng anh em à. Anh em đăng lên mạng dắt vàng nhiều thế, mình cũng hơi bị nghiêng. Đó, khi mà anh em xếp con Yumi ở đó thì nó sẽ bay vào nó búp cho con Chitana luôn nha. Lại được búp nữa, sướng. Ôi, lại giáp lưới với lại là đai lưng à. Có on nè. Ai da. Có on này mà sao bỏ bà xài, ta có Yumi nè. Thôi chắc bán anh em mà không có xài được. Tính mua on á, bỏ vào đúc đồ, nhưng mà giờ muốn đúc đồ thì phải lên level 8. Còn không là phải bỏ bớt linh hồn ra. Nhưng mà thôi, không ghiền cho lắm anh em ơi. Wow, ông này nhìn gớm đó. Ông này nổ hũ chứ gì. Khoan, chiếc từ này của mình đã bắn ác thiệt hả chứ. Giật điện kinh liệt. Ông này một con Akali nó lên được 3 kìa. Ghê vậy. Yumi có tôi. Yumi nãy giờ roll mới lên được 2, mặc dù là từ đầu game mình level 5 mình roll lên được Yumi 2 luôn á nha, nhưng mà mình bán rồi. Còn giờ level 7 roll quá trời quá đất nó mới ra, ảo thiệt. Hên quá mình gặp cái ông kia ngay trước cái lúc mà ổng lên được Akali 3, đỡ không? Yumi có Brand nữa nè. Mà Brand giờ cũng không còn lắm anh em à. Lạ là người đang thành. Ôi, em level 9 rồi. Chơi gì khát máu thế, vội thế nhờ. Ôi trời ơi, nice.
Thật sự là con Chitina này cũng không sợ những con như là Timo mà nó bắn mù lắm anh em à. Tại vì con Chitina này mặc dù là giao điện nó không có bắn trúng được, nhưng mà cứ bắn đủ ba cái là giật điện nha. Không cần nhất thiết phải là bắn trúng hay là không, cứ bắn đủ ba cái là giật điện, không nói nhiều. Ui CV nữa nè, bán bờ ra anh em ơi. Trận này là mình lên được 3 sao khá là nhiều nha, nếu mà nó tự ra tiếp với lại là không ai giành. Nhìn đi nhìn lại, mình nhìn ngay ông top 1, 100 máu, nhìn chán chưa. Rồi, chơi những cái máy chiếu đi, giờ chiếu đại đây mà, giờ ngồi xem từng đứa nó cũng mệt. Đây, gặp ngay ông top 1, cuồng giáo mạ vàng, level 6 mà còn gần 50 tiền. Ông này 3 sắp 3, Kalista sắp 3 luôn à, cái quất rồi. Ngoài làm sao anh em à, trời ơi. Anh em thấy không, con Chitina nha, là nó không đụng vào cái hàng sau của nó một chút nào luôn. Mà nó bắn con Galio thôi, nó bắn con Vala thôi. Cái đội hình của team bạn tự bốc hơi luôn. Dễ chưa? Tại vì Galio nó rất là trâu, với lại là con Vala nó cũng 3 sao quá anh em à. Nó bắn hai con tăng đó thôi nha. Mấy thằng Kalista, mấy thằng ấn sau đó, nó tự chết luôn, nhìn hài vãi à. Mà chắc lấy cái hát đồ thôi anh em ơi. Cái lốc này thì không chơi được chưa, để cho dưới đất nó bắn hết. Ôi cái ông kia Kalista chơi cuồng giáo mà ông này mà Kalista vẫn sắp lên bay được à, Ron ảo thế nhờ. Có hai ông chơi Kalista mà một ông sắp lên bay luôn rồi. Ông kia lên được 2 sao dư vài con. Đỉnh Timo nè. Không cái okay. Ui ngon, có thêm cái gì kia. Hợp lý quá. Hello người năm thằng tài. Cái này mình thắng được ở đây mà. Akali bay nhìn hơi sợ nha, nhưng mà mình có Solari. Trời ơi, vẫn không nổi luôn á. Ui, vẫn thắng anh em à. Ông kia chơi khát máu đấy nhờ. Chưa gì mà mình thấy là round 4 chấm mấy hay là round 5 chấm 1 bơi lỏng là level 9 rồi. Mình thì còn đang level 6 nha anh em ơi. Mình thì còn đang level 6 và là level 7 vậy á. Ổng level 9 rồi. Đéo hiểu. Ok một con Dana nữa nè. Dana một con, Yumi 3 con, Timo 3 con, CV 4 con. Là đủ. Là đủ nha. Ui 6 thiền xạ kìa. Sáu thiền xạ kìa, có người giành CV của mình em ơi. Ui đi mà 8-50 tiền mà đồ hình mắc binh thế này không ơi. Không biết chiếc tên này mình lo được không nữa. Bắn đi bạn. Ui vẫn được anh em ơi, bắn lực nha. Hình như nãy mình nhìn không nhầm là con CV của mình nó vừa hắt ra được thêm một cái giao điện nữa đúng không. Là tính ra là 4 cái luôn à. Phải trưởng rồi. Cái ông cùng giáo giành CV nữa. Trận này khó lên bay nha. Trận này khó đó. Yumi nè anh em ơi. Trận này khó lên CV 3 anh em ơi. Có nhiều người giành quá. King Red nè. Sao ta. King Red giờ nuôi nữa cũng hơi bị muộn đó. Hơi bị muộn thiệt. Vì Kimret nó cũng không còn bé lắm anh em ơi. Cái biến chiến tướng à. Ây da. Biến chiến tướng này thì chỉ có thể kẹp thêm con AZ vào thâm tăng với lại là cái chiến tướng đó anh em ơi. Không ra mà. Ui ông này 5 con CV rồi. Đồ hình ông này cũng mạnh thế nhờ. Nhìn hơi gớm. Cái trận này em đánh có hơi gớm đó. Ông này tính là 3 sao mắc nhiều luôn á đây mà.
Kalista sắp bay luôn kìa, còn dư cái Nerko luôn. Mà làm sao CV Chitina, bắn đi em, bắn đi. Wow, Leicester wow, 12.000 đam. Anh em thấy không, nó bắn vào con Galio nha. Con Chitina nó bắn vào con Galio. Đà nè bè nè. Mà nguyên cái hàng sau á, chết hết luôn. Nhìn hai vải trưởng á. Thôi mình sẽ lên level 8 nha. À, kiếm tướng 5 tuyền kẹp vào thôi. À, có thể là Swan nè, có thể là con IZ nè. Hoặc là thích thì kẹp thêm con Zilin cũng được, lấy bí ẩn anh em à. Tùy thôi. Stain, Zilin, IZ, Swan nè, lấy tướng 5 tuyền kẹp vào thôi. Ui bị lóc rồi, bị tính kế đấy mà. Bắn được không ta? Vẫn được anh em ơi, vẫn được anh em ơi. Này sao? À, mấy thằng song đấu này nó khá là sợ con Timo á. Ông này thì chơi song đấu mà không có đại bác thì gặp Timo nó bắn mù sao mà đánh được với mình. Timo thiện xạ đấy chứ, nó bắn mù hết cả đám. Uầy, CV đồ này ngon đấy nhờ. CV đồ này là búp sớm luôn nè anh em ơi. Ba cái mana đỉnh luôn. Ông này cũng level 9 luôn rồi. Cái ông kia mà kiếm được thêm con Zilin thôi chứ ai chịu nổi này. Ai chịu nổi với ông này. Cái ông top 2 tính này là cũng hơi xui á. Tại vì có người dành Kalista với ổng á. Thôi là ông nuôi thêm con Kalista 3 là đồ hình của ổng là full 3 luôn á anh em ơi. Nhìn hơi bị gớm. Ok mình lo được anh em ơi. Chitina bắn đi bạn. Bắn thủng đầu chúng nó đi. Hợp lý. Hợp lý, nói chung là đồ hình nào mà nó càng nhiều tăng, nó càng trâu, nó càng nhiều máu á thì mình bắn nó càng sướng á nè mà, tại vì nhìn nó giật điện sướng á. Uầy. Có ngay nguyên một cái dao điện ở đây. Vãi cái đái á. Trận này ra nhiều dao điện đó không biết. Trận này tính ra nha anh em ơi là tự ra dao điện cho mình khá là nhiều á, với lại là đi đánh quạ, đi chợm nó còn ra thêm một cái nữa nè. Thôi ra thì xin đấy. Dự định cho nó nhiều anh em à. Con của thần sấm mà bên em. Con của Thor mà. Đang rồn nốt con Yumi với lại Timo nè. CV trận này mình nghĩ không lên được 3 đâu. CV trận này là chắc là khó lên 3 rồi. Uầy trận này mà mình ghép giao điện á hả? Là 5 cái giao điện ở đây mà. Chitina 1, 3 cái, CV 1 cái, Timo 1 cái, vải trưởng. 5 cái giao điện, anh em xem nó giật nè. Chắc banh nóc nhà quá. Chắc banh nóc nhà quá anh em. Vãi chày. 5 cái giao điện. Lạy luôn. Yumi 3, let's go. AZ nè, thay vào lấy thêm tăng với lại là có cái chiến tướng luôn anh em ạ. Yumi tính ra là tăng cơ luôn rồi, gì nữa anh em ạ, mất châu. Yumi tính ra là nó hơi bị châu luôn á. Mà trận này sao Ron Timo nó không lên được 3 ta? Đâu ai chơi đâu anh em. Ây da, lại quên sớm rồi. Nhiều khi mà mình cứ quên sớm anh em ơi, để nó lóc hoài à. 3-4 round liên tục á, cứ quên á. Mà không sao. Nó vừa xuống là được con CV nó búp tóc đánh luôn. Hợp lý, bị lóc nhưng mà đam nó cứ vẫn nhiều nhất. Wow, từ từ nha, ông này sao là thắng mình đây, ông này sao là thắng mình đây. Ông đó sao là thắng mình đây. Hỏi má CV đồ đánh quái mà nó rớt đồ kìa trời. CV đánh quái mà nó rớt đồ kìa trời. Nếu như mà kịp với nha anh em ơi thì sẽ lên level 9 mình kiếm cái gì bỏ vào thôi.
Còn cái này chắc Ron CV 3 với lại là tuy mobile chắc không được rồi. Tính ra là trận này đồ của mình ra mắc binh đấy nhờ. Cứ ra đồ đam với lại là đồ tốc đánh thôi. Mà đang chơi là linh hồn với thiên tài đấy chứ. Nếu như mà trận này mình thua thì lên cấp, còn không thì thắng end game luôn anh em. À, ông kia là level 9, level 8 mình còn Ron không ra Zealand anh em à. Hơi xui. Ron không ra Zealand xong chứ mà nói. Bắn đi. Quên luôn rồi đó. Ok và GG tất cả các nhà, tại mình em hẹn lần sau nha. Hãy chắc rằng nhớ like và share mình nha. Bye bye.